Vì bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm. Này Xá Lợi Tử, vì pháp không quên mất rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm. Vì tánh luôn luôn xả rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm. Này Xá Lợi Tử, vì trí nhất thiết rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm. Vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm. Này Xá Lợi Tử, vì tất cả pháp môn Đà La Ni rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm. Vì tất cả pháp môn Tam Ma Địa rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm. Này Xá Lợi Tử, vì quả dự lưu rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm. Vì quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm. Này Xá Lợi Tử, vì quả vị độc giác rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm. Này Xá Lợi Tử, vì tất cả hạnh đại Bồ Tát rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm. Này Xá Lợi Tử, vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm. Khi ấy Xá Lợi Tử lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, sự thanh tịnh như thế, bản tánh thanh khiết, Phật dạy như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Xá Lợi Tử bạch Phật: Vì pháp nào rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết. Phật dạy: Này Xá Lợi Tử, vì sắc rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết. Vì thọ tưởng hành thức rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết. Này Xá Lợi Tử, vì nhãn xứ rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết. Vì nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết. Này Xá Lợi Tử, vì sắc xứ rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết. Vì thanh hương vị xúc pháp xứ rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết. Này Xá Lợi Tử, vì nhãn giới rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết. Vì sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết. Này Xá Lợi Tử, vì nhĩ giới rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết. Vì thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết. Này Xá Lợi Tử, vì tỷ giới rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết. Vì hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết. Này Xá Lợi Tử, vì thiệt giới rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết. Vì vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết. Này Xá Lợi Tử, vì thân giới rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết. Vì xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết. Này Xá Lợi Tử, vì ý giới rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết. Vì pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết. Này Xá Lợi Tử, vì địa giới rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết. Vì thủy hỏa phong không thức giới rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết. Này Xá Lợi Tử, vì vô minh rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết. Vì hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than cổ yêu não rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết. Này Xá Lợi Tử, vì bố thí ba la mật đa rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết. Vì tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết. Này Xá Lợi Tử, vì pháp không nội rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết. Vì
Vì pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết. Này Xá Lợi Tử, vì chân như rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết. Vì pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết. Này Xá Lợi Tử, vì thánh đế khổ rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết. Vì thánh đế tập diệt đạo rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết. Này Xá Lợi Tử, vì bốn tịnh lự rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết. Vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết. Này Xá Lợi Tử, vì tám giải thoát rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết. Vì tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết. Này Xá Lợi Tử, vì bốn niệm trụ rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết. Vì bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết. Này Xá Lợi Tử, vì pháp môn giải thoát không rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết. Vì pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết. Này Xá Lợi Tử, vì mười địa Bồ Tát rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết. Này Xá Lợi Tử, vì năm loại mắt rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết. Vì sáu phép thần thông rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết. Này Xá Lợi Tử, vì mười lực Phật rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết. Vì bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết. Này Xá Lợi Tử, vì pháp không quên mất rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết. Vì tánh luôn luôn xả rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết. Này Xá Lợi Tử, vì trí nhất thiết rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết. Vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết. Này Xá Lợi Tử, vì tất cả pháp môn Đà La Ni rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết. Vì tất cả pháp môn Tam Ma Địa rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết. Này Xá Lợi Tử, vì quả dự lưu rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết. Vì quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết. Này Xá Lợi Tử, vì quả vị độc giác rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết. Này Xá Lợi Tử, vì tất cả hạnh đại Bồ Tát rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết. Này Xá Lợi Tử, vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết. Khi ấy Xá Lợi Tử lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, sự thanh tịnh như thế vô đắc vô quán. Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Xá Lợi Tử bạch Phật: Vì pháp nào rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc vô quán? Phật dạy: Này Xá Lợi Tử, vì sắc rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc vô quán. Vì thọ tưởng hành thức rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc vô quán. Này Xá Lợi Tử, vì nhãn xứ rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc vô quán. Vì nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc vô quán. Này Xá Lợi Tử, vì sắc xứ rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc vô quán. Vì thanh hương vị xúc pháp xứ rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc vô quán. Này Xá Lợi Tử, vì nhãn giới rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc vô quán. Vì sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc vô quán. Này Xá Lợi Tử,
Vì nhĩ giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc vô quán. Vì thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc vô quán. Này Xá Lợi Tử, vì tỷ giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc vô quán. Vì hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc vô quán. Này Xá Lợi Tử, vì thiệt giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc vô quán. Vì vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc vô quán. Này Xá Lợi Tử, vì thân giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc vô quán. Vì xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc vô quán. Này Xá Lợi Tử, vì ý giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc vô quán. Vì pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc vô quán. Này Xá Lợi Tử, vì địa giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc vô quán. Vì thủy hỏa phong không thức giới rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc vô quán. Này Xá Lợi Tử, vì vô minh rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc vô quán. Vì hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ ưu não rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc vô quán. Này Xá Lợi Tử, vì bố thí ba la mật đa rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc vô quán. Vì tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc vô quán. Này Xá Lợi Tử, vì pháp không nội rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc vô quán. Vì pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc vô quán. Này Xá Lợi Tử, vì chân như rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc vô quán. Vì pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc vô quán. Này Xá Lợi Tử, vì thánh đế khổ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc vô quán. Vì thánh đế tập diệt đạo rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc vô quán. Này Xá Lợi Tử, vì bốn tịnh lự rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc vô quán. Vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc vô quán. Này Xá Lợi Tử, vì tám giải thoát rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc vô quán. Vì tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc vô quán. Này Xá Lợi Tử, vì bốn niệm trụ rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc vô quán. Vì bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc vô quán. Này Xá Lợi Tử, vì pháp môn giải thoát không rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc vô quán. Vì pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc vô quán. Này Xá Lợi Tử, vì mười địa Bồ Tát rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc vô quán. Này Xá Lợi Tử, vì năm loại mắt rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc vô quán. Vì sáu phép thần thông rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc vô quán. Này Xá Lợi Tử, vì mười lực Phật rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc vô quán. Vì bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc vô quán. Này Xá Lợi Tử, vì pháp không quên mất rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc vô quán. Vì tánh luôn luôn xả rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc vô quán. Này Xá Lợi Tử, vì trí nhất thiết rốt ráo thanh tịnh
Nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc vô quán, vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc vô quán. Này Xá Lợi Tử, vì tất cả pháp môn Đà La Ni rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc vô quán, vì tất cả pháp môn Tam Ma Địa rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc vô quán. Này Xá Lợi Tử, vì quả dự lưu rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc vô quán, vì quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc vô quán. Này Xá Lợi Tử, vì quả vị độc giác rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc vô quán. Này Xá Lợi Tử, vì tất cả hạnh đại Bồ Tát rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc vô quán. Này Xá Lợi Tử, vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy vô đắc vô quán. Khi ấy Xá Lợi Tử lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, sự thanh tịnh như vậy không sanh khỏi, không hiển hiện. Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Xá Lợi Tử bạch Phật: Vì pháp nào rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khỏi, không hiển hiện. Phật dạy: Này Xá Lợi Tử, vì sắc rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khỏi, không hiển hiện. Vì thọ tưởng hành thức rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khỏi, không hiển hiện. Này Xá Lợi Tử, vì nhãn xứ rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khỏi, không hiển hiện. Vì nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khỏi, không hiển hiện. Này Xá Lợi Tử, vì sắc xứ rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khỏi, không hiển hiện. Vì thanh hương vị xúc pháp xứ rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khỏi, không hiển hiện. Này Xá Lợi Tử, vì nhãn giới rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khỏi, không hiển hiện. Vì sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khỏi, không hiển hiện. Này Xá Lợi Tử, vì nhĩ giới rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khỏi, không hiển hiện. Vì thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khỏi, không hiển hiện. Này Xá Lợi Tử, vì tĩ giới rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khỏi, không hiển hiện. Vì hương giới, tĩ thức giới và tĩ xúc cùng các thọ do tĩ xúc làm duyên sinh ra rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khỏi, không hiển hiện. Này Xá Lợi Tử, vì thiệt giới rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khỏi, không hiển hiện. Vì vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khỏi, không hiển hiện. Này Xá Lợi Tử, vì thân giới rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khỏi, không hiển hiện. Vì xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khỏi, không hiển hiện. Này Xá Lợi Tử, vì ý giới rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khỏi, không hiển hiện. Vì pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khỏi, không hiển hiện. Này Xá Lợi Tử, vì địa giới rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khỏi, không hiển hiện. Vì thủy hỏa phong không thức giới rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khỏi, không hiển hiện. Này Xá Lợi Tử, vì vô minh rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khỏi, không hiển hiện. Vì hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ ưu não rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khỏi, không hiển hiện. Hết quyển thứ 285.